Trở lại sau chấn thương, Messi tỏa sáng với cú đúp giúp tuyển Argentina dẫn đầu tại vòng loại World Cup 2026. Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 10, đội tuyển Argentina có chuyến làm khách trên sân của Peru tại vòng loại World Cup 2026. Trận đấu này cũng đánh dấu ngày Messi trở lại đội hình xuất phát sau quãng thời gian phải ngồi ngoại do gặp chấn thương. Và ngay lập tức, siêu sao 36 tuổi đã tỏa sáng, phút 32, Messi mở tỷ số trận đấu bằng cú cứa lòng chân trái đầy tinh tế trong vòng cấm. Pha lập công này cũng giúp Messi vượt qua người bạn Luis Suarez để độc chiếm thành tích cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 10 phút sau, Messi tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong sự tán thưởng của cổ động viên cả hai đội. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Với kết quả này, Argentina duy trì ngôi đầu bảng với 12 điểm sau 4 trận đã đấu. Trong khi đó, Peru vẫn ngụp lặng ở vị trí thứ 9 khi mới chỉ giành được 1 điểm sau 4 vòng đấu đã qua.